bánh mì kẹo rồi kẹo lạc nè. Ai bánh mì kẹo rồi kẹo lạc nào? Ôi từ sáng giờ ế ẩm. Chị ơi, chị ơi. À chú Duy, ra ủng hộ chị ít đồ đấy. Nhiều thứ thế nhỉ? Thế chị có bán bánh mì không? Có bánh mì. À, thế có kẹo rồi không? Có kẹo rồi luôn. Thế bán cho em 5 cái bánh bao. Chú đi soát vé đi. Sáng ngày già là ám khỏe. Ai nước chè không? Nước chè xanh ngon tươi mát đây. Anh chị ơi, anh chị uống giúp em hớp nước chè. Anh chị ra đây ngồi nhá. Anh Đức, lần này anh đi anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhá. Em yên tâm, anh đi công tác có 5 ngày thôi mà. Sao trông anh sốt ruột thế? Ừ, không biết hôm nay tàu đến có đúng giờ không? Mà giờ này mấy người bạn của anh cũng chưa thấy đến. Hay là mình ra kia ngồi đi, chắc hôm nay mình đến sớm rồi. Ừ, đi. Em nghe nói trong Đà Lạt thời tiết thất thường lắm. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhá. À, em có mang một áo này, mấy nệ khăn này của anh là em đã vá rồi đấy. Anh nhớ phải cầm theo bên cạnh không lạnh nhá. Anh cảm ơn em. Em yên tâm đi, dạ. Anh sẽ giữ gìn sức khỏe. Em ở nhà cũng vậy nhá. Em bảo này, hay là hôm nào anh về em ra đón anh nhá. À, thôi, phiền em lắm. Cứ bắt em đi đi lại lại, vất vả lắm. Gặp anh thì có gì đâu mà phiền mới vất vả. Đằng nào mà chả gặp anh thì cứ để em gặp anh từ lúc xuống tàu đi nhá. Ừ. Ai bánh mì kẹo rồi kẹo lạc đê. Anh ơi, chờ em một chút nhá, một chút thôi. Kẹo rồi kẹo lạc nào. Chị ơi, chị ra ủng hộ em ít quà đấy chị. Chị ơi, cho em mua một ít bánh này, một ít kẹo này. Dạ, em gửi ạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Anh ơi, em mua kẹo cho anh 5 ngày anh đi công tác nhá. Anh nhớ phải ăn kẹo của em nhá. 5 ngày này anh đi này, sáng ăn một cái này, chiều ăn một cái này. Và nhớ là lần nào ăn là cũng phải nhớ đến em đấy. Ừ, anh biết rồi, anh biết rồi. Mà sao mấy đứa này lâu đến thế nhỉ? Anh ơi, kia có phải bạn anh không? Hình như đúng rồi đấy. Dạ. Này, Hà, Đạt, anh ở đây. Ờ, anh Đức, anh đến lâu chưa anh? Anh đến được một lúc rồi. Mà sao mọi người làm gì đến muộn vậy? Bọn em có tí trục trặc ở trên đường anh ạ. Vậy à? Em chào các anh các chị. Dạ. Đợt này chắc các anh các chị đi xa, nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Em có mua ít bánh, em gửi các anh các chị lên tàu ăn cho đỡ đói. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh ơi, anh kiểm tra lại xem đồ đạc còn như thế nào, còn thiếu như thế nào chưa? Anh đang kiểm tra đây. Này mọi người, mọi người kiểm tra hết đồ đạc đi, kiểm tra cả vé nữa. Này, mọi người tàu sắp chạy rồi, chúng ta đi thôi. Đi đi cả muộn. Chào anh các chị ạ. Dạ, dạ vâng. Ơ, mình đi thôi anh. Ừ, thôi. Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng. Anh đi đây. Vâng, anh đi mạnh giỏi nhé. Hôm nào anh về em sẽ đón anh. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, mau mau lên, chuyển ghế vào đi, tàu sắp chạy đến nơi rồi đấy. Ngày 19 tháng 6 năm 1998, Đức cùng với bạn của mình đã đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, được sư ông Trúc Lâm là Hòa Thượng Thích Thanh Từ làm lễ phát tâm Bồ Đề. Khi phát tâm Bồ Đề, trong thâm tâm Đức cảm thấy chấn động và cảm nhận rõ ràng rằng mình sẽ trở thành một vị tu sĩ. Thank you.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Điều thứ nhất, chúng con nguyện quyết chí tu hành cần cầu Phật Pháp. Dù Phật đạo lâu xa cũng không nhàm mỏi, dù Phật quả khó thành cũng không nản chí. Tinh tấn tu hành tất cả các pháp cho đến khi giác ngộ viên mãn thành Phật. Điều thứ hai, chúng con nguyện chúng sinh dù nhiều cũng không nản chí, dẫu khó độ cũng chẳng sờn lòng, quyết đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh cho đồng thành Phật đạo. Điều thứ ba, chúng con nguyện hộ trì chính Pháp, giữ gìn ngôi Tam Bảo thường còn mãi ở thế gian, không tiếc thân mạng. Điều thứ tư, chúng con nguyện luôn luôn giữ gìn Bồ Đề tâm kiên cố, không để quên mất. Dù phải trải qua nhiều khó khăn chướng ngại, chúng con cũng quyết không thoái chuyển. Điều thứ năm, chúng con nguyện nguyện tu học theo 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sao lâu thế nhở? Cảm ơn quý hành khách đã di chuyển trên chuyến tàu của chúng tôi. Chúc quý khách thượng lộ bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, mau tàu sắp đến nơi rồi, mau dọn ghế ra cho khách ngồi đi Quỳnh ơi. Trước cháu mua cô ạ. Thế nhá, thì tí nó ra chị ngồi kia nhá. Dạ vâng ạ. Này, chuyến đi vừa rồi mọi người có mệt không? Cũng bình thường anh ạ. Ơ, anh Đức, em ở đây. Hạnh đây ạ? Dạ. Em đến lâu chưa? Em vừa mới đến thôi. Em đi đến đây bằng gì? Em đi bằng xe, đạp ở đây kia ạ. Em chào anh các chị. Thôi, anh cứ ở lại nói chuyện đi, chúng em đi về trước ạ. Dạ. Thế mọi người về trước, đi cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, chúng em chào anh. Chào em. Em chào anh các chị, dạ. Anh đi xa về có đói không? Có mệt không? Em có mua một ít bánh mì, anh ăn đi cho đỡ đói. Anh cảm ơn. À, em bảo này, em thấy anh nhiều mồ hôi quá, để em lau mồ hôi cho anh nhá. À, thôi, để anh tự lau được. À, anh ơi, em bảo này, hôm nọ em có thấy hai bác nói chuyện về vấn đề cưới xin của hai đứa đấy. Anh tính thế nào đi? Em này, chuyện này mình về nhà tính em ạ. Thế công việc của anh có ổn không? Sao em cảm giác như anh có tâm trạng gì ạ? Không, công việc của anh đều ổn.
Mà thôi, muộn rồi, mình đi về em nhé. Đi, đi em. Ơ kìa Hạnh, mình về thôi em, đi. Thế hôm nay em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được. Em ăn phở nhé. Nhưng mà phở nóng lắm. Em ăn bánh mì không? Bánh mì khô lắm. Thế thì em ăn thích ăn gì anh cũng chiều. Thật nhá, anh nhớ nhá. Ừ. Hạnh, em làm sao thế? Từ tối đi chơi đến giờ em chẳng thấy anh nói chuyện gì cả. Có phải anh có chuyện gì giấu em phải không? Không, em lại suy nghĩ nhiều rồi. Anh biết không, từ hôm qua lúc đón anh về, trên đường đi về em có tấp vào một hẻm phố, em cứ ngồi khóc một mình thôi. Em chẳng biết khóc về điều gì cả. Lần này em có linh cảm lạ lắm. Hình như em sắp mất anh rồi. Em hỏi thật anh đấy, anh có chuyện gì giấu em đúng không? Hạnh à, anh đã chọn cho mình một con đường. Con đường? Con đường gì ạ? Anh quyết định rồi, anh sẽ xuất gia, anh muốn trở thành một tu sĩ. Xuất gia, tu sĩ? Anh đang đùa em đúng không? Có phải anh đang đùa em đúng không? Không, em bình tĩnh lại nghe anh nói. Anh muốn đi tu. Em không tin đâu. Em không tin đâu. Có phải những điều anh đang nói là nói dối em đúng không? Anh đang nói dối em đúng không? Em không muốn mất anh đâu. Em không muốn mất anh đâu. Hạnh, người ta nhìn em ạ. À, em đừng khóc. Thôi, em lại đây cùng anh. Anh có chuyện này muốn được bày tỏ với em. Đây, em ngồi xuống đây. Hạnh bình tĩnh nghe anh nói đã nhá. Cuộc đời này, chúng ta dù có yêu nhau đến biết bao nhiêu thì cũng sẽ cuối cùng phải chia lìa, bởi chúng ta chịu sự chi phối của sinh, già, bệnh và chết. Em cũng thế, anh cũng thế, bố mẹ của chúng ta đều như thế. Và tất cả muôn loài chúng sinh đang đều chịu những sự khổ như vậy.
Trong suốt những ngày tháng qua, anh đã vô cùng trăn trở mà không có triết học nào có thể giải tỏa được những thắc mắc của anh. Kiếp người này có ý nghĩa gì? Sự hiện sinh của chúng ta trong cuộc sống này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ sinh ra để rồi chết đi à? Nếu thật như vậy, anh thấy cuộc sống này vô nghĩa quá. Anh không muốn sống một cuộc sống chỉ để sinh ra rồi chết đi như vậy nữa. Anh muốn tìm cho ra sự thật đằng sau sự hiện diện này là cái gì đây? Anh muốn tìm một con đường có thể giúp cho anh cũng như muôn loài chúng sinh thoát khỏi sự ràng buộc của sinh, già, bệnh, chết, giúp cho tất cả mọi người và muôn loài chúng sinh thoát khỏi những khổ đau trong cuộc sống này. Và may mắn thay, anh đã tìm được đến đạo Phật và anh biết chắc rằng đây là con đường duy nhất giúp cho anh có thể thoát khỏi sự đau khổ trong cuộc sống này và giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thế còn hai bác thì sao? Anh có nghĩ đến chuyện này không? Anh đi tu thì ai sẽ là người chăm sóc hai bác bây giờ? Em nghĩ nếu hai bác mà biết chuyện này sẽ đau lòng chết mất. Chẳng lẽ anh lại muốn trở thành con người bất hiếu như thế này sao? Em ạ, nếu như anh cứ mãi ở cuộc sống tại gia, anh chỉ có thể báo hiếu cho cha mẹ bằng cơm ăn, áo mặc, bằng tiền tài. Rồi khi cha mẹ mất đi, anh cũng không biết họ sẽ đi đâu, về đâu, mà anh cũng không biết có cách nào có thể cứu giúp được họ. Chắc rằng trong vô lượng kiếp trước, anh cũng từng có vô số cha mẹ như vậy, mà đến trong kiếp này anh cũng không biết họ đang ở đâu, đang được hạnh phúc hay đang chịu khổ. Có cách nào anh có thể cứu được họ đây? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có con đường xuất gia tu đạo mới có thể giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi những đau khổ, giúp cho cha mẹ biết đến Phật Pháp, tin sâu nhân quả, và đặc biệt là giúp cho cha mẹ có nhân duyên tu hành thoát khổ mà thôi. Anh sẽ thuyết phục cha mẹ. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ra đi. Anh quyết định rồi. Hạnh à, cuộc sống này của chúng ta chứa đầy rẫy những đau khổ, em không thấy à? Chúng ta có bao giờ được vẹn toàn đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ chấp nhận mãi những cuộc sống mà chúng ta chỉ sinh ra rồi chết đi một cách vô nghĩa như vậy à? Con đường Phật Pháp, con đường cứu khổ, con đường hạnh phúc đang ở trước mắt kia rồi. Chúng ta cũng cần phải đi được trên con đường đấy chứ, phải không em? Whew!
Anh bỏ tay ra. Em à. Anh bỏ tay ra. Anh bảo là thương tôi, lo cho tôi. Mà lương của anh được 3 cọc 3 đồng thì anh lo cho tôi kiểu gì? Em à, chúng mình đến với nhau bằng tình cảm mà. Lấy nhau rồi, chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng. Anh thôi đi, không có tiền thì lấy gì để mà ăn? Em, anh không ngờ em là cô gái thực dụng đến như vậy. Đúng rồi đấy, tôi là người thực dụng như thế đấy. Em à. Những gì anh Đức nói là đúng hay sao? Con người ai cũng phải sinh, già, bệnh, chết và chịu mọi sự đau khổ trong cuộc đời này hay sao? Mới kia, hai người còn vui vẻ, nhưng rồi giây phút ấy qua đi thì những cuộc cãi vã mâu thuẫn lại đến. Mới kia, con người còn trẻ trung đầy sức sống, nhưng thời gian trôi qua, ai cũng trở nên già nua chịu bệnh tật đau đớn. Trời ơi, thế thì cuộc đời lại còn ý nghĩa gì nữa? Anh Đức, em hiểu rồi. Em rất yêu anh, nhưng em tin vào con đường anh đã lựa chọn, và em mong muốn anh hoàn thành chí nguyện của mình. Anh yên tâm đi. Đợt này anh về, em sẽ là người đầu tiên thuyết phục bố mẹ để cho anh đi tu. Hạnh à, anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Một năm sau ngày phát tâm Bồ Đề, tức ngày 15 tháng 7 năm 1999, Đức đã được Hòa Thượng Thích Thanh Từ cho thế pháp xuất gia, trở thành một vị tu sĩ Phật giáo. Và cũng từ nhân duyên giác ngộ mà một năm sau Hạnh cũng đã xuất gia. Hai người đã biến tình yêu của thế gian trở thành tình yêu giải thoát, bỏ đi thứ tình cảm chỉ dành cho nhau thành cái tình yêu lớn hơn, chan giải đến cho muôn loài chúng sinh. Ta hãy sống với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng tràn trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sinh bạn vũ trụ đó nhà ta. Đường giải thoát sẽ không bao đâu có chi đói lành, sống thanh cần giàu nghèo trắng đồng tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc trên, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói nước hạnh của Ngài sáng soi đời.